Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay cho các em ở cái đề này để các em làm trước rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái đề tiếp theo để thầy sẽ hướng dẫn giải cho các em ở cái phần 4 câu trắc nghiệm còn lại và cũng như là phần tự luận. À. Câu số 7 em. Cho 13 gam kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl sao phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam? Như vậy bài này là bài dư thiếu rồi. Chúng ta cũng sẽ giải theo kiểu tự luận để chúng ta có thể chọn được. Bước đầu tiên ta sẽ viết phương trình phản ứng. Đó nè. Ở đây tạo thành HCl2 cộng hydro. Ta cộng bằng đây là 2. Ở đây người ta đã cho cái số mol của HCl ban đầu là bằng bao nhiêu? 0,3 mol. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tính là cái số mol kẽm ban đầu sẽ bằng 13. Kẽm là 65 đúng không nào? 13 mà chia cho 65. Thầy vẫn bấm máy tính để mà cho các em thấy. 0,2 đúng không nào? Cái này thì nó cũng khá dễ thôi chứ không khó đâu. 0,2 mol. Như vậy thì ở đây chúng ta nhẩm trước nha. Tỷ lệ ở đây là 1,2. Cái đúng không nào? 1,2. Như vậy thì ở đây là 0,2 mà đây 0,3, chứng tỏ thằng này dư nè. Thằng này dư. Như vậy chúng ta sẽ tính cái số mol của HCl. Tại sao thầy biết thằng này dư? Tại vì nếu số mol ban đầu của thằng này á là 2 thì thằng này tức là 0,6. Đấy. Như vậy chúng ta đưa số mol của thằng gì? Thằng kẽm lên. Đây 0,... Đưa số mol lớn lên chứ. Cố định số mol mol nhỏ. Tại vì nếu đây 0,2 thì qua bên đây là phản ứng tới 0,4. 0,4 thì thằng này ban đầu 0,3 thì thằng này hết, thằng này là dư. Thằng kẽm dư, thằng HCl hết này. Chứng tỏ chúng ta sẽ đưa cái số mol của thằng HCl lên nha, 0,3 để em tính số mol kẽm dư này, kẽm phản ứng này. Số mol kẽm phản ứng ở đây tỷ lệ 1,2. Cái đúng này, chứng tỏ nó sẽ bằng 1/2 số mol của HCl. Như vậy bằng 1/2 nhân cho 0,3 thì bằng 0,15 mol. Đó. Từ đây chúng ta suy ra số mol của kẽm dư sẽ bằng ban đầu là 0,2 trừ cho 0,15 thì sẽ bằng 0,05 mol. Như vậy chúng ta kết luận là vậy. Kẽm dư và HCl hết. Chỉ ra khối lượng của kẽm dư sẽ bằng 0,05 nhân cho 65. Chúng ta nhân, thầy nhân bấm máy tính ngoài nha nghe. 65 nha. 0,05 nhân 65. 3,25 gam nha. Được chưa nào? Nó dư là 3,25 gam. Ok chưa? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn là câu D, kẽm dư về dư 3,25 gam. Chúng ta làm như vậy. Ta đưa số mol lớn lên thôi. Nhưng mà ở cái phần này á cũng không ai tài giỏi. Tại vì tùy theo tỷ lệ của phản ứng trên phương trình phản ứng được em. Đấy. Đó nè. Được chưa? Trời sắp mưa nha. Là mưa thì rất là ồn nên thầy sẽ tăng tốc để quay cho nó xong cho em ở phần trắc nghiệm đây cái đã. Trong phòng thí nghiệm khí hydro được điều chế từ chất nào? Như vậy thì chắc chắn nó sẽ là gì em? Ở đây là trong phòng thí nghiệm khí hydro được điều chế từ chất nào? Từ chất nào em? Điện phân nước, từ thiên nhiên ở cái dầu mỏ, cho kẽm tác dụng với axit lỏng, nhiệt phân. Nếu mà điện phân nước thì gọi là công nghiệp rồi. Cái này là trong công nghiệp nha, chứ không thể nào trong phòng thí nghiệm được. Còn trong phòng thí nghiệm thì thường người ta sử dụng một cái lượng nhỏ khí hydro, nên thường người ta sẽ cho kim loại đứng trước hydro để tác dụng với axit lỏng. Đó chính là thằng kẽm này. Trên nhiệt phân thằng này thì oxy phải không? Từ thiên nhiên khí dầu mỏ thì thường là người ta thu được các cái khí hợp chất khí trơ nha. Nhưng mà thì đây người ta sẽ chọn là đáng lẽ là ABC nha. Nghĩa là đây câu này ECD chúng ta chọn là C nha. Do khi mà đánh Enter nó nhảy nha. Em hiểu chưa?
Rồi chúng ta sẽ đi sang câu số 9. Đây là gì em? Phosphor đi này. Số 2 này là đi này, đi tên gọi này. Đi số 2 này là đi này. Đi phosphor. Số 5 này là benta này. Đi phosphor benta oxit. Nghĩa là khi chúng ta đọc, chúng ta phải đọc tiếp đầu ngữ nó trước. Đi này, số 2 này chỉ là đi phosphor benta oxit. Đi phosphor tri oxit sai. Đi phosphor oxit sai. Đi phosphor benta oxit, thấy chưa? Có chữ benta này thể hiện là 5 này, 5 là benta này. Như vậy đáp án ở đây là câu B. Ta đi sang câu 10. Trời chuẩn bị mưa chứ cũng chưa mưa em. Mới lấy bay mấy hộp à. Câu số 10 nha. Ở 20 độ C, ở nhiệt độ 20 độ C, 60 gram, nghĩa là ở đây khối lượng chất tan của KNO3 sẽ bằng là 60. Tan trong 190 gram nước. Khối lượng dịch của nước, khối lượng dịch là bằng 190 gram nước, thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tan của KNO3 ở nhiệt độ đó, độ tan ta là S, sẽ bằng khối lượng chất tan chia cho khối lượng của nước, và nhân bao nhiêu? Nhân 100 thì ra được cái độ tan S. Như vậy thì ở đây chúng ta sử dụng máy tính, ta bấm 60 chia 190 nhân cho 100 bằng 31,58 em. Chúng ta làm tròn là 31,58 nha. Đó nè, gan ha. Câu này có khả năng là một số bạn không làm được á, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đây câu D. Ta thấy chứ nè, thấy rất rõ cái phần trắc nghiệm. Trời sắp mưa, thầy sợ giải cái phần này nó không kịp các em. Nên ở cái câu phần tự luận 5 điểm này thì thầy sẽ làm cho các em ở cái phần sau nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Em tự làm phần tự luận trước đi nha.